Em xin mến chào các bác yêu Lan Kiếm trên toàn quốc. Thưa các bác, thì hiện tại bây giờ em đang có mặt tại nhà bác Đoàn Hà. Bác Đoàn Hà thì trong hội Lan Kiếm Lá Cứng Đất Việt thì ai cũng biết rồi. Bác là một cao thủ, là một cây đa cây đề, là một gạo cội trong cái giới chơi lan kiếm. Và bác cũng là một trong những thành viên mà sáng lập ra cái nhóm group là Lan Kiếm Đất Việt. Và trong quá trình hoạt động và sinh hoạt ấy, rồi tổ chức nhiều những các cái cuộc thi lan kiếm, ví dụ như năm 2018, 2019, thì bác cũng là thành viên trong trong cái ban giám khảo để chấm thi. Vâng, xin mời các bác cùng với em hãy chiêm ngưỡng và ngắm những các cái chậu lan kiếm của bác. Thế thì xin thưa với vâng, xin thưa với các bác, thì trong cái quá trình, cái hành trình mà đi sưu tầm ấy, thì em đi sưu tầm một cái cây chí, cây kiếm phan chí về để làm giống và chơi. Thế thì em đã có mặt và trò chuyện tâm sự với bác Đoàn Hà và tham quan vườn của bác. Ơ bác ơi, cái cây bé bé này của bác là cây gì đây? Cũng phan chí ạ. À, lại cũng bán rồi à cơ. Dạ vâng. Vậy còn cái chậu này? Ba chậu này bán hết cả, là một chậu của ông ở trong Sài Gòn. Ê, một chậu của cô bên Hưng Yên. Một chậu của ông ở trong Quảng Bình. Ê, vậy là chậu bé này cũng bán rồi. Chậu bé là chậu rau găm mà để được cô bên Hưng Yên. Vâng. Bác bán lâu chưa? Bán đến 4 năm tháng rồi. À vậy à cơ. Người ta gửi ở đây mà 4 năm tháng rồi mà chưa lấy về. À thế à cơ. Em tưởng là vào trong Sài Gòn đấy thì nó dễ ấy hơn. Nó ấm nắng hơn, nó dễ phát triển tốt hơn. Vâng. Cây Huế này cũng đẹp. À vâng. Cái cặp to trong này là cũng là Huế đấy các bác. Không, cặp là cặp Thái. À của Thái ạ. Huế còn có cặp mấy cặp rồi lấy của thằng anh Tuấn kìa. Dạ vâng. Xin thưa với các bác ấy, thì chơi và đi sưu tầm được những các cái cây lan mình yêu thích nó là cả một cái vấn đề. Mình thì
Thưa các bác ấy, thì khi mà mình yêu thích ấy, và đi sưu tầm được những các cái cây mà lan kiếm mà có những các cái mặt bông mình ưa thích ấy, thì với những cái người mà có tiền ấy, có điều kiện ấy, thì người ta bỏ ra người ta mua thì nó rất là dễ. Còn lại với những anh em mà sưu tầm ấy, và cái điều kiện kinh tế nó hạn chế ấy, thì để chúng ta đi sưu tầm được một cái cây mà nó vừa với cái điều kiện và ưng ý của chúng ta thì nó cũng rất là khó. Có vàng củ chi không? À, bác hay rồi. À, và bây giờ nó cũng đáp bao nhỉ? Các bác đánh giá thế nào cái mặt hoa như quỳnh mà sao nó cũng nát bê ra? Vâng, xin thưa với các bác ấy, thì gần 30 phút em có mặt ở nhà bác Đoàn Hà thì đã được bác đón tiếp rất là chu đáo và giảng giải cho một số những các cái kiến thức cũng như là anh em tâm sự về nhiều các cái vấn đề trong cái việc chơi lan kiếm cũng như là một số những các cái loài phong lan. Thì cũng rất là tuyệt vời, rất là tâm đầu ý hợp. Bác ơi, cái dòng lô này là lô gì mà sao cổ nó to thế này? Cái này là lô gì chứ ạ? Cái lô lá to đây ạ cơ. Đấy. Đây đây lô lá to đây. Đấy. Vàng. Cái này là tuyết ngọc của bác đây ạ. Không, tuyết ngọc tôi không có. À vàng. Em nhìn cái tuyết ngọc em thấy cũng 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 đẹp. Cái này nó là cái đây là cái kim long vàng cái lô thái hoa nó vàng vàng hoa vàng hoa nó vàng một cây của công nó đa phần là cây sần. À dạ vàng. Cây của tôi nó cây láng, ví dụ như cái cây lá biên này này. Dạ vàng. Cái lá biên thì lá biên của ông cứ toàn nó sần đấy, nó to láng đấy. Đây vàng lá biên. Cái lá biên này cũng đa phần thì còn có bố là sần. Dạ vàng. Cái dòng vàng củ chi nó cũng sần bác nhỉ? Nó không phải là sần. Dạ. Cái củ chi nó mà sao lá nó như kiểu sần vậy bác? Em mới chơi nhưng mà em định sưu tầm nhưng mà em cứ thấy họ chào nhưng mà em xem kỹ em thấy nó sần. Là hai cái Xong kia là không phải là cái thật. à vậy cơ. Đây em chỉ có muốn sưu tầm một trong những các cái chậu bé bé như này. Chỗ này đây này, tên nick cái đề này, Nguyễn Dung Hà này. À, ông này mua. Đấy. Cây này thì cây của ông, chả biết tên ông là gì, nick của ông là tư vấn xây dựng. Tư vấn xây dựng. Cái này thì đổi cho cái cô ở bên kia rồi. Cây này là cũng chí đấy chị ạ. Chí Cũng chí. Cây này chỉ còn trăm. Còn
còn trong còn vất vả mới được như cái cây này. Ừ. Phải mua những các cái cây như này thì về, hoặc là những các cái cây như này, bác bán cây này tiếc quá em lại già làm tối qua và nó vừa với cái cửa tiền mà về chơi nó phù hợp, chơi nó phải cần có thời gian kìa. Cây cảnh còn chúng em còn phải dăm năm, còn cái này em nghĩ chỉ có năm mới hơn, mình chăm sóc tốt chỉ có năm rồi bác nhỉ. Em thấy là những các cái cây bé mà em chăm chỉ có 4-5 thế hệ là mà một năm nó có thể ra được tới 3 thế hệ bác. 3 thế hệ, 4 thế hệ. Một năm một thân có thể đẻ được 1 thân. Dạ vâng, một năm sau thì mình đã có một chậu đẹp rồi. Còn cây cảnh thì còn phải chơi, nếu bác mua được cái phôi đẹp về cũng còn phải 3 năm, 2-3 năm. Cây cảnh vừa rồi nhiều người ta bảo ta hỏi mua cây cảnh cho cũng bán thì dạ. Thực ra là mình làm được cái cây cảnh làm thì mình biết rồi. Dạ. Bao nhiêu năm mình làm sao? Cây cảnh mà vàng mà bác làm xong cái bán nó mất luôn. Bây giờ người ta hỏi người ta mua mình. Vâng. Nghĩ là cái cây cảnh giờ nó rẻ lắm. Dạ. Cứ bảo thôi cho bán. Vâng. Để chơi thôi. Cây bỏ làm mới 10-20 năm bảo 3 triệu kêu đắt thế. Dạ vâng. Bây giờ mỗi cây này chỉ cần lấy lạng thì cũng đủ 3 triệu. Đúng rồi vàng, 5 triệu mang tiếng 5 triệu, 3 triệu, 7 triệu, nhưng mà mình làm là nếu mà có cái phôi rồi bác, có gốc rồi là còn phải làm tới 3-5 năm vâng. Nó mới ưng ý được. Mới ưng ý thôi chứ còn để đấy. Gọi là mẫu mực. Đúng rồi, mà đấy là phải mua được cái phôi đẹp đấy. Cái tầm bằng đấy thời gian là cũng mua được. Dạ vàng. Cái dòng này của bác là dòng gì mà lá nó lại mượt cong này nhỉ? Cây bút liếp kỳ thái. Vâng. Cây lưỡi to. Rất là duyên, nói chung nó rất là... Lá nó mềm. Lá nó mềm mà nó uốn xuống trông rất là duyên đúng không? À dạ vâng. Nói chung quan điểm của em thì cũng vậy bác ạ. Thế mình chơi mà mình thấy cái nào nó đẹp thì mình chơi rồi. Mình thích mà. Đúng rồi. Tìm dọc cái dài ngoãng của anh Thắng dày đấy ạ. Một cây pha lát. Em hôm trước em cũng mua một cái cây pha lát Amazon của bụng bự. Dạ, nó bằng một thân giả thôi. Nhưng mà em về em chăm từ đợt tháng 4 đến giờ nó ra cho em được 2 cái mầm rồi. Mua về đến nhà bác ạ thì nó lại ra em làm gãy, em lại bới là chưa có kinh nghiệm. Em bới nó ra nó lại gãy mất cái mầm. Cái này tháng đầy nó gọi là cái da sun. À cái gì da sun bắc xa. À vâng. Cái mặt hoa này trông nhìn cũng rất là đẹp đấy. Đây. Vàng. Farad. Patchun. Da sun bắc xa. Vâng. Cái chậu này của bác bây giờ nó bao nhiêu tiền bác ơi? Nó nhiều tiền không? Cái này là 10 triệu rồi. Dạ vâng, 10 triệu 3 cái thân với vòi hoa này. Mua 4-5 triệu. Vâng. Một cái thân to, một thân to đẹp. Và một cái thân giả thì cũng bình thường thôi, và có một thêm một cái con nữa, con này cũng rất là...
cần hoa này mới được có 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được khoảng 16 bông ạ. 16 bông.